Vâng, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Nhật ký trồng lan. Hôm nay em cập nhật đến những các bác yêu lan kiều, lan thủy tiên. Một cái chậu lan thủy tiên mà em đã trồng cách đây khoảng 3 năm. Khi mà em trồng cái cây lan thủy tiên này ấy, thì cũng có một vài bác cũng phản biện, nói là em trồng vùi sâu, trồng lan kiều mà như trồng khoai mì, thế thì làm sao mà lên được? Và nếu trồng như thế thì sao thì hướng dẫn người khác? Thì bây giờ thì em xin cập nhật cái cây đấy như thế nào. Tiện là cũng có bác hỏi em là chủ kênh sẽ cập nhật những cây lan kiều sau khi trồng một thời gian này nó như thế nào. Chắc là cũng có ý là bán tín bán nghi. Thì bây giờ em tiện em cập nhật để các bác xem nhé. Đây là một chậu lan kiều mà em đã trồng. Thì cái cây này là em nhập từ ở trong miền Gia Lai, cùng trong cái lô các loại hoàng nhạn tháng 4, tháng 8 mà em đã mua. Thế thì có cái lô kiều vụn này, có vài thân một này, thì em cũng mua về để nhập về trồng. Và như các bác thấy thì đến bây giờ chất trồng em vẫn không thay đổi giống như những cái chậu mà em đã trồng và đã quay lại video từ trước, thì nó rất là um tùm như thế này. Đây các bác xem, em trồng cũng khá là sâu đấy. Ở đây thì nó bị lá của cây lộc vừng nó rơi xuống nên là nhìn thấy nó hơi rối một chút. Để em nhặt ra một phần cho các bác xem, chưa kịp tỉa cái thân già đi, trông cho nó gọn gàng hơn. Nhưng mà như các bác thấy thì là rõ ràng là cái hệ thân lá này nói chung là phát triển đúng không bác? Chỉ có độ 3 thân ban đầu thôi, nhưng mà sau 3 năm thì nó được mấy chục thân như này. Và năm vừa rồi thì nó ra hoa rất là đẹp. Ra hoa đẹp lắm. Thì em sẽ ở video sau thì em sẽ gửi cho các bác hình ảnh cái bộ sưu tập lan kiều trong vườn. Em cũng có được mấy cái màu nhìn nó cũng khá là thú vị, khá là đẹp. Còn ở cái video này như em chia sẻ ban đầu thì cũng có bác nói là em trồng lan kiều mà như là trồng khoai mì. Đấy, như là trồng khoai mì. Vì các bác cho rằng là em đã vùi cái cây lan kiều này nó quá sâu. Thế thì em sẽ giải thích để cho một vài bác hiểu nhá. Thì có rất nhiều cách để trồng lan kiều khác nhau, chứ không cứ gì là có một cái duy nhất. Có rất nhiều con đường dẫn đến cái tới kết quả, dẫn đến thành công. Thì ở vườn em thì nó nắng và nó thời gian đầu thì cây cối ở vườn lan chưa có nhiều, nên là khi mà mới trồng ấy thì em sẽ lấy cái vỏ thông em phủ lên tương đối là kín. Mục đích là chỉ đơn giản là để làm cho nó mát gốc là chính thôi. Đấy, nó mát gốc là chính. Thế còn nếu trong quá trình sau này nếu như mà mình trồng lên mà nó bị khi rễ ra rồi mà mình cảm thấy là nó hơi bị bí, hơi bị nghẹt chẳng hạn, thì mình từ từ mình gỡ ra thôi, chứ cái đấy thì không có vấn đề gì cả. Cái đấy thì bất kỳ người làm lan nào cũng phải thường xuyên quan sát cái lan của mình, chứ không có nghĩa ở đây là cứ trồng xong rồi bỏ mặc ở đó. Thế nhưng mà ít nhất thì như cây lan này của em thì đúng thật là em trồng đến bây giờ thì em chỉ có 1 năm 2 lần cho cái phân chậm tan vào. Như các bác thấy ở góc bên kia vẫn còn cái túi phân chậm tan đây, túi phân chậm tan phân trì đây. Đấy, thế thôi. Chứ còn cũng chẳng có gì. Trước cái gì em để ở trong vườn lan, thế nhưng mà năm vừa rồi nó ra hoa rất là đẹp, thì em mới đem ra chỗ hồ cá coi này thì treo, thì không ngờ là thấy nó cũng lên rất là tốt. Cái hồ cá của em. Vậy thì kết luận đây là gì? Kết luận đây là nếu như mà ở những vườn dợp chẳng hạn, những cái vườn mà nó độ ẩm nó quá cao chẳng hạn, thì còn lo cái việc là cây trồng phủ bằng cái vỏ thông lên nhiều thì mình sẽ ảnh hưởng đến cái sự ra rễ của hay là phát triển của cây lan kiều sau này thôi. Chứ còn nếu như các bác nhìn cái dẫn chứng cụ thể như này thì các bác có thể thấy là lan kiều hoàn toàn có thể trồng một cách tương đối là sâu được. Đây nếu không muốn nói là rất sâu như cây này. Đó là một luận điểm thứ nhất. Luận điểm thứ hai mà em cũng thường thấy ở trên các cái bài viết, các cái video nói về trồng và thưởng ngoạn cây hoa lan kiều, lan thủy tiên ấy, thì mọi người hay cho rằng là lan kiều là phải treo cao thì mới ra hoa. Đấy, theo em là một quan điểm hơi chủ quan một chút.
Tại vì đành rằng là các cái dòng hoàng thảo nói chung thì nó ưa ở trên cao, thoáng, nhiều gió, nhiều nắng. Đấy, nắng ở mức tương đối, mà nắng ở trong đóng bằng hoặc kép chứ không phải là nắng 100%. Vì ở rừng thì các bác biết nó cũng vẫn nhiều tán cây ở trên cao chứ nó không phải là nắng tràn 100%. Đó. Thế thì như các bác thấy là ở vườn em thì trước thì nó treo trong vườn lan. Còn em treo đây cũng được khoảng đến gần năm rồi. Như các bác thấy là dưới là mặt nước, là hồ cá. Đây em lùi lại một chút để các bác xem tổng thể. Thế còn ở trên thì là một cây lộc vừng, em treo đủ tạp bê lù các loại lan ở trên này. Đơn thân rồi phi điệp, hoàng thảo, các thể loại em treo ở đây. Nhìn cho nó vui mắt, cho nó sinh động ở cái khu vườn của mình và cái hồ cá của mình thôi. Thì cây vẫn phát triển rất là tốt. Lá đầy đặn, thân mập mạp và đặc biệt là đến cái mùa hoa thì nó cũng rất là rực rỡ. Sau video này thì em sẽ làm video về những cây lan kiều như đã nói ở trên. Trong đó có chậu lan kiều nó nở. Để cho các bác thấy là nhật ký trồng lan nói được thì làm được. Chứ không phải là cứ giới thiệu khơi khơi ở đấy rồi ai muốn trồng thế nào được trồng, hoặc nếu mà làm theo thì lại dẫn đến cái kết quả không tốt. Thì đó, đây là một cái dẫn chứng cụ thể nhất. Tất nhiên là không phải chỉ duy nhất chậu này, em còn nhiều chậu lan kiều nữa. Và sẽ giới thiệu những cái chậu lan kiều là bác thấy. Có những chậu thì cũng bán rồi, có chậu thì vẫn còn đây. Nhưng ít nhất đây là cái chậu mà chính bị bác nào đó ở trên YouTube cũng chê bai hết lời. Nói là em trồng khoai mì đây. Như vậy thì cái cây xin giới thiệu các bác nhé. Cây lan kiều, lan kiều tiên, trồng theo lối khoai mì của nhà ký trồng lan như thế này. Vẫn phát triển rất là tốt, rất là sung mãn sau 3 năm. Đó. Đấy, em xin phép dừng video tại đây. Và sắp tới thì em sẽ có những cái video về các cái cây lan kiều, về cách trồng lan kiều một cách cực kỳ đơn giản cho những người mới chơi. Mong các bác tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh Nhật ký trồng lan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.